clip biểu diễn ảo thuật tạo khói từ lòng bàn tay, ok? Chỉ cần xoa tay như thế này thì khói nó sẽ bốc ra, nó sẽ phọt ra, nó sẽ lòi ra và nó sẽ bắn ra ngoài. Đấy, cứ xoa như này, khói sẽ phọt ra, ok? Tôi đang xoa tay thì khói nó phun ra. Rất là mỏi tay nhưng mà khói nó không ra được, ok thôi đùa thôi. Thật ra để mà tạo khói mà kiểu xoa như thế này nhưng mà đến Tết cơ mà xoa cháy tay mòn tay khói không thể ra được. Và để làm sao có thể làm khói ra được thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Trước tiên các bạn sẽ phải chuẩn bị sẵn, là không phải các bạn mà tôi đã phải chuẩn bị sẵn ở đây rất là nhiều diêm đấy, rất là nhiều bao diêm như này. Tôi mua diêm Thống Nhất để tôi dùng, ok đó. Và cần lên cái bật lửa cùng với lại một cái đĩa và một cái dao lạ. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem luôn. Đây là hộp diêm, không dùng đến diêm mà chỉ dùng đến cái hộp này thôi. Các bạn nhìn cái phần nâu nâu này đó. Bây giờ tôi sẽ cắt cái phần nâu nâu này ra, chỉ dùng cái phần nâu nâu để quẹt diêm thôi. Giờ chúng ta sẽ dùng que diêm như này để quẹt vào cái phần nâu nâu này đó, thì mới đốt được que diêm. Bây giờ không cần nữa, bây giờ tôi sẽ cắt ra. Rồi, sau khi cắt xong thì tôi sẽ phải lột cái sợi này ra cho nó mỏng đi. Bây giờ thì tôi sẽ đốt nó và vứt nó vào trong cái đĩa này. Bây giờ ngón tay của tôi đã đen xì và tạo khói sẽ cần xoa bàn tay, xoa hai ngón tay vào nhau như này. Bây giờ tôi xoa cho các bạn xem, ok? Các bạn nhìn nhá, xoa này. Ok, sau khi mà quay xong cái clip này tôi cảm thấy là rất là chán. Chán thật sự luôn, bởi vì là cái clip này không được như tôi mong muốn, không thành công một tí nào cả. Tôi tưởng nó ra nhiều khói nhưng mà thật sự nó ra rất là ít khói. Mà cái đống đồ tôi hàn ra thì khỏi phải bàn luôn, rất là bừa bộ luôn. Từ nãy giờ thu mấy lần rồi vẫn chưa hết. Đó, đây là cái đống chiến trường của tôi. Cảm thấy rất là bực. Thỉnh thoảng thì quay video thì tôi hay gặp phải những cái vấn đề như kiểu là hỏng video hoặc là không thành công, đôi khi là phải hủy, nhưng mà video này tôi không hủy, cứ đăng lên thôi, ngồi giải bày tâm sự cho các bạn cho đỡ chán, ok. Làm video rất là khổ, nãy giờ ngồi trong nhà đốt khói thì ngửi rất là đau đầu, cảm giác rất là đau đầu, rất là chán. Đây là một cái video mà không thành công, tôi đăng lên YouTube thành công một tí tí, ok. Thật sự là chả muốn nói gì hơn mà tôi hy vọng tất cả các bạn hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nữa bằng cách ấn đăng ký kênh của tôi, ok. Tự nhiên mà hôm nay thấy rất là chán thật sự luôn, ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi, chào các bạn, bye bye.